Hello các bạn, mình vào đề thẳng luôn nha. Đây là cái hình ảnh của mình vào khoảng 6-7 năm về trước. Lúc đó thì mình làm phục vụ nhà hàng và mình có mức lương cao lắm, 4 triệu mỗi tháng. Và như tất cả mọi người, thời điểm đó mình không biết rằng là trong tương lai cuộc đời mình nó sẽ đi về đâu, làm như thế nào để mình có thu nhập cao hơn, hoặc là cuộc sống mơ ước của mình là gì mình cũng không rõ ràng luôn. Tất cả mọi thứ đối với mình thời điểm đó là một sự mơ hồ. Và còn bây giờ, đây là cuộc sống hiện tại của mình. Mình đã mua được căn nhà đầu tiên ở nhà phố ở tuổi 28, và mình đã có vợ, có con. Mình cũng có được một cái thu nhập mỗi tháng trên 10.000 đô, và mình chỉ cần làm việc đâu đó tầm khoảng 4 đến 6 tiếng mỗi ngày. Thời điểm nào mình cần làm việc nhiều hơn hoặc là phải xây dựng cái gì đó đấy thì mình có thể làm việc từ 8 cho đến 12 tiếng. Nhưng nếu mà đã xong cái việc xây dựng rồi thì mình có thể làm việc chi trì từ 4 đến 6 tiếng mỗi ngày mà thôi. Và mình đang bắt đầu có được một cái cuộc sống tự do như mình mong muốn trở thành, cũng như là mình đã biết rất rõ cái sứ mệnh của cuộc đời mình, biết rất rõ là mình muốn phục vụ cho ai, biết rất rõ là mình muốn trao giá trị gì cho cuộc sống, và biết rất rõ được rằng là trong tương lai mình sẽ kiến tạo cho mình một cái thực tại như thế nào. Hello và welcome mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Maya Share. Và đây là một kênh YouTube mà mình sẽ chia sẻ những bài học của mình trong cái hành trình kiến tạo sự tự do trong thời đại số. Và lúc nãy mình có nói về câu chuyện của mình tí xíu. Tất nhiên là mình cũng không phải là muốn khoe với các bạn hay là với các anh chị rằng là mình đã có cái này, có cái kia gì cả. Mình chỉ đơn giản rằng là mình kể lại một cái hành trình nhỏ của mình, để khi mà mình nhìn lại cái hành trình đó, mình biết được rằng là mình đã có một cái kế hoạch đúng, ít nhất là nó đúng trong giai đoạn hiện tại, để mình nâng cấp bản thân và kiến tạo được cho mình những cái điều tốt hơn mỗi ngày, và để mình có một cái cuộc sống như ngày hôm nay. Và trong video này, mình muốn chia sẻ với các bạn một cái lộ trình, một cái kế hoạch mà bản thân mình đã áp dụng, kiểm chứng nó để có thể nâng cấp được cái năng lực của mình, nâng cấp được cái năng lực để mà kiến tạo thu nhập rồi có một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là với góc nhìn của mình. Và mình hy vọng rằng là nó có thể hữu ích cho các bạn đang xem video này, để các bạn có thể tham khảo được rằng là nếu mình muốn nâng cấp bản thân, muốn phát triển bản thân thì mình đi theo một cái lộ trình nào nó sẽ tốt hơn. Ok, rồi trước khi mà mình đi sâu vào trong cái lộ trình này, mình cũng muốn làm rõ với các bạn một tí xíu rằng là mình sẽ chia lộ trình này làm 4 cái giai đoạn cụ thể. Và mỗi một cái giai đoạn mình sẽ có những cái hoạt động đầu tư cũng như là hoạt động gặt hái một cách rõ ràng, để từ đó tụi mình sẽ có một cái góc nhìn tổng quan hơn và một cái con đường an toàn hơn cho cái việc phát triển, nâng cấp bản thân bền vững. Và chắc chắn là mình sẽ không có đưa ra bất kỳ một cái con đường tắt nào để giúp cho các bạn có thể giàu có nhanh chóng hay là có thể thay đổi cuộc sống chỉ trong ngắn hạn. Mình rất tôn trọng cái việc rằng là trong mỗi một giai đoạn tụi mình cần phải thiết lập những cái hệ thống niềm tin, những cái hệ thống thói quen và những cái mô hình nhất định, để từ đó mình sẽ có những cái bước chân tương đối là bền vững và kiến tạo cho mình một cái sự tự do hoặc là một cái sự tận hưởng cuộc sống một cách an toàn nhất. Ok, bắt đầu thôi. Giai đoạn số 1, mình tạm gọi nó là giai đoạn thiết lập những cái kỹ năng thời đại số, hoặc là các bạn cũng có thể gọi giai đoạn này là giai đoạn gieo mầm cũng được. Bởi vì nếu như mà các bạn đang ở trong giai đoạn này á, thì mọi người sẽ giống với mình ở thời điểm quá khứ 6-7 năm về trước. Lúc đó thì có thu nhập dưới 10 triệu một tháng, không biết là trong tương lai mình sẽ làm gì, không biết là mình cần phải học một cái điều gì đó để mà thay đổi cuộc sống, hay là làm một cái điều gì đó để mình tốt hơn, thu nhập cao hơn, và mình sẽ trở thành ai, vân vân, tất cả mọi thứ đều mông lung. Thì ở trong cái giai đoạn này, mình có một cái lời khuyên thật lòng rằng đó là chúng ta nên thiết kế, học tập và đầu tư cho những cái kỹ năng ở trong thời đại số này. Tất nhiên là trước khi mình đi sâu vào việc là các bạn nên học những kỹ năng thời đại số gì, cụ thể nó là những kỹ năng như thế nào, học ở đâu, vân vân và may á, thì mình cũng muốn sharing cho các bạn một tí xíu về hai cái từ khóa, đó là Digital Economy và Creator Economy, nền kinh tế sáng tạo, nền kinh tế kỹ thuật số. Thế thì nếu các bạn tinh ý một tí xíu nha, mọi người sẽ nhận thấy rằng là trong khoảng 10-20 năm gần đây thì những cái mô hình kinh doanh ở trên online nó phát triển rầm rộ, và các bạn hoàn toàn có thể kiếm thu nhập vài trăm triệu, thậm chí tiền tỷ mỗi tháng thông qua cái việc là các bạn tận dụng những cái nền tảng e-commerce bán sản phẩm của các bạn, hoặc là các bạn xây dựng một cái thương hiệu cá nhân, các bạn đăng tải nội dung, đăng tải video viral lên, rồi các bạn làm affiliate, các bạn tạo sản phẩm số để các bạn bán, và các bạn cũng có thể kiếm vài trăm triệu đến vài tỷ mỗi tháng. Và sure, rất nhiều những cái mô hình khác nữa, chúng ta tận dụng công nghệ, tận dụng AI rồi tạo ra những cái sản phẩm phần mềm để bán. Nó thiết lập lên cả một cái nền kinh tế mà ở đó kỹ thuật số nó làm nền tảng, hoặc là cái việc sáng tạo nội dung, cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó làm nền tảng.
Và khi mà các bạn nhìn vào trong cái nền kinh tế này, kể cả các bạn nhìn ở thị trường quốc tế, châu Âu, châu Mỹ, thị trường Trung Quốc, hay là kể cả thị trường Việt Nam của tụi mình đi chăng nữa, thì ok, không khó để nhận ra rằng là tụi mình sẽ có rất nhiều cái cơ hội để có thể make money, kiếm tiền trong cái thời đại này. Miễn là các bạn sở hữu cho mình những cái kỹ năng mà nó có thể giúp cho những cái người đang kinh doanh trong cái nền kinh tế kỹ thuật số này, hay là kinh doanh trong cái nền kinh tế sáng tạo này, họ tạo được nhiều tiền hơn, họ hạnh phúc hơn, hoặc là họ tiết kiệm được thời gian hơn, thì họ sẽ sẵn sàng trả tiền cho bạn để giải quyết được các vấn đề của họ. Và mình, bản thân mình nha, mình cũng đang trả tiền cho cái bạn video editor của mình, đó là Nam. Hello Nam. Một cái video mình có thể trả cho Nam đâu đó từ khoảng 200 cho đến 250 đô cho một cái video dài như thế này, hoặc là từ 50 cho đến 80 đô cho một cái video ngắn. Và chắc chắn là Nam sẽ không làm việc với một mình rồi. Nam có thể làm việc với rất nhiều creator khác. Và các creator, những nhà sáng tạo, họ sẵn sàng chi trả một cái số tiền không hề nhỏ mỗi tháng cho những bạn video editor, nếu như những bạn video editor đó có thể giúp cho nhà sáng tạo làm cho cái video của mình trở nên chất lượng hơn, với một cái level cao hơn. Hay kể cả những nhà sáng tạo như mình cũng sẵn sàng trả tiền thêm cho những cái bạn social media manager, trả tiền cho các bạn copywriter, trả tiền cho các bạn giúp cho mình có thể launch, đưa sản phẩm của mình lên trên online và bán một cách tốt nhất, hay là những cái mô hình vận hành khác. Thế thì nếu như mà các bạn có thể học được hoặc đầu tư được cho bản thân mình một số những cái kỹ năng như vậy, và tập trung để mà nâng cấp cái kỹ năng của các bạn lên, giải quyết được vấn đề, mang lại giá trị cho những người đang kinh doanh ở trên các nền tảng online, mình tin rằng là các bạn hoàn toàn có thể có được cái thu nhập trên 20 triệu một tháng chỉ trong ngắn hạn, nếu các bạn đầu tư đúng. Và mình cũng đã kiểm chứng cái điều đó, tại vì giống như lúc nãy mình nói với các bạn là trước đó mình đã từng làm phục vụ nhà hàng, lương 4-5 triệu một tháng. Nếu mà được bao ăn trưa này nọ các thứ thì nó cũng đỡ đỡ, thu nhập cũng tương đối là đủ xài. Nhưng mà chắc chắn là mình không có nghĩ gì đến cuộc sống nữa, không có nghĩ gì đến việc là ngày mai tương lai của mình ra làm sao nữa, tại vì không có bất kỳ một cái khoản dư nào để mình có thể đầu tư trả tiền nhà trọ 1 triệu một tháng. Lúc đó mình ở một cái nơi nó dành cho khu công nhân, nó tồi tệ lắm các bạn. Và ok, đó rất rõ ràng không có đầu tư gì được hết. Và mình đã có một cái quyết định sáng suốt trong cái thời điểm đó, chính là mình tham gia vào trong một cái công ty mà ở đó họ bán những cái website, những cái phần mềm giúp cho những cái doanh nghiệp họ đưa cái sản phẩm của họ lên trên online. Và từ cái công việc đó, mình bắt đầu học thêm cho mình một số những cái kỹ năng thời đại số. Lúc đó mình học kỹ năng chạy quảng cáo ở trên Facebook, rồi cho đến mình học thêm cái kỹ năng về copywriting, viết ra những cái nội dung ở trên landing page để bán những cái khóa học online cho một số những cái thương hiệu về bán khóa học ngắn đó các bạn. Đó, rồi mình dần dần update cho mình tất cả những gì có liên quan đến cái năng lực về digital marketing, hay là cái năng lực về tạo ra cái doanh thu trên các nền tảng số. Và mình dần dần mình học. Đến lúc mà mình đã nắm được trong tay mình một số những kỹ năng mà mình biết được rằng là mình có thể đi làm dịch vụ được. Ví dụ như thời điểm đó mình đã bán một số dịch vụ quản trị cái fanpage cho một số những cái công ty hoặc một số doanh nghiệp mà họ đang bán hàng ở trên online. Thời điểm đó có tay 6-7 năm các bạn. Và sure là khi mà mình làm những dịch vụ đó, mình làm cho đó tầm khoảng 2-3 khách hàng, mình sẽ ngay lập tức có được cái thu nhập trên 15 triệu mỗi tháng. Và mình sẽ dần dần nha, mình tích lũy được cho mình những cái mối quan hệ, những cái nguồn lực khác nhau để mình nâng cấp cái tư duy của mình lên. Thì đây cũng chính là cái nền tảng để mình thay đổi bản thân và nâng cấp bản thân trong những cái giai đoạn tiếp theo. Thế thì quay ngược lại câu chuyện của các bạn đi. Nếu các bạn đang trong cái giai đoạn là không biết làm gì cả, cũng như là thu nhập của các bạn đang dưới 10 triệu một tháng, hãy ngay lập tức các bạn lên trên YouTube, các bạn lên trên Google, các bạn search cái từ khóa này, đó là High Income Skill. Xem coi là những cái kỹ năng thu nhập cao, những kỹ năng thời đại số, nó có những kỹ năng gì để các bạn có thể update được. Mình đã từng làm một video về những cái kỹ năng thu nhập cao, các bạn có thể xem lại video đó. Tuy nhiên mình có thể listing một số những cái skill mà các bạn có thể ngay lập tức học luôn. Một á, là các bạn có thể học video editing. Mình có một người em tên là Kevin, bạn này hướng dẫn cho các bạn có thể trở thành một video editor và làm sao để bán được cái dịch vụ video editor của mình một cách rất là
nhanh chóng và thú vị thì các bạn có thể nghiên cứu về Kevin để học được kỹ năng video editor, hoặc là các bạn có thể học kỹ năng copy writing, tức là viết những cái nội dung mà nó tạo ra lợi nhuận, tạo ra doanh thu cho người khác ở trên môi trường số. Các bạn viết những cái landing page này, hoặc là viết những cái câu tiêu đề, viết những cái lá thư bán hàng, viết kịch bản video để chạy quảng cáo, những cái đó là người khác siêu cần luôn các bạn. Đặc biệt là những bạn nào bán những cái sản phẩm giá trị cao á, họ rất cần những copy writer giỏi và sẵn sàng chia doanh thu hoặc là lợi nhuận với những bạn copy writer như vậy. Thậm chí các bạn cũng có thể học kỹ năng về social media manager. Mình cũng có một bạn social media manager ở trong team của mình. Thu nhập của bạn ấy thì chắc chắn là luôn luôn trên 15 triệu mỗi tháng trong team của mình. Và bạn này có thể làm việc ở bất kỳ đâu bạn muốn, tại vì mình không có văn phòng, mình cũng không có áp lực về việc là các bạn phải làm việc giờ hành chính này nọ các thứ hết. Và social media manager các bạn có thể giúp cho những cái personal brand hoặc là những cái e-com brand, những thương hiệu bán những cái sản phẩm vật lý ở trên môi trường online, quản lý những kênh social của họ, đăng bài giúp cho họ, tối ưu từng kênh cho họ và mang lại những kết quả gì engagement, tương tác, thậm chí là những kết quả gì hội thoại hay nhắn tin hoặc là doanh thu cho họ luôn. Thì các bạn có thể luyện tập kỹ năng đó, và cũng có một số personal để các bạn có thể học về social media manager giống như chị của mình là chị Lida Potato, hoặc các bạn cũng có thể đi theo con đường của mình đó là học cái kỹ năng về social selling, làm sao để các bạn có thể tận dụng mạng xã hội và bán những cái sản phẩm của người khác, bán những sản phẩm của các bạn để mang lại cái thu nhập. Bản thân vợ của mình đi, thì vợ của mình đang làm TikTok, làm tiếp thị liên kết ở trên TikTok, xây những cái kênh và review những cái sản phẩm và có những cái tư duy về social selling. Giờ mình sẽ rất là dễ bán những cái sản phẩm ở trên TikTok thông qua những cái video mà vợ mình làm và đăng tải thường xuyên ở trên mạng xã hội, và cũng mang lại thu nhập cho vợ mình tầm khoảng hơn 20 triệu mỗi tháng, duy trì đều đặn. Đó cũng là một cái con đường để các bạn có thể xem. Và tất nhiên còn rất rất nhiều những kỹ năng thời đại số khác nữa mà các bạn có thể nghiên cứu. Cái quan trọng là các bạn cần phải nhận thức được cái việc rằng là với cái giai đoạn đầu tiên này, các bạn thực sự nên tập trung vào cái việc là update, học hỏi, đầu tư cho cái kỹ năng của các bạn, đặc biệt là những kỹ năng nào có thể tạo ra thu nhập cao trong cái thời đại mà nền kinh tế sáng tạo, nền kinh tế kỹ thuật số nó đang phát triển như bây giờ. À mà còn một điều mình cũng muốn nói với các bạn nữa, đó là trọng điểm của cái giai đoạn hiện tại này, nếu như các bạn đang nằm ở trong nó, thì đó là các bạn cần phải thay đổi được vị thế của bản thân và hạn chế tất cả những cái hoạt động đầu tư mạo hiểm. Bởi vì đây có thể là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm khi mà các bạn đang không có quá nhiều tiền hàng tháng. Khi mà các bạn đang ở trong trạng thái mông lung, các bạn sẽ cực kỳ dễ bị lừa vào trong những cái mô hình đầu tư. Ví dụ như các bạn đầu tư crypto, bạn chẳng biết gì cả, các bạn bỏ một số tiền rất là lớn để ăn một cái bài hên xui. Hoặc là các bạn muốn làm một trader mà chưa biết gì cả, các bạn cũng bỏ một số tiền rất là lớn để ăn bài hên xui. Và từ đó các bạn sẽ rất là dễ rơi vào cái thế là mất hết tất cả mọi thứ mà các bạn đang có. Thậm chí là nếu các bạn có thể trả lời rằng là ok, mình đang có đâu có cái gì để mất đâu, đúng không, thì các bạn có một thứ nữa, đó chính là tinh thần của các bạn khi mà các bạn lâm vào hoàn cảnh nợ nần. Đó chính là thứ mà trong cái giai đoạn này các bạn sẽ dễ mất nhất. Cho nên là tập trung cho cái việc phát triển kỹ năng thời đại số, thay đổi vị thế của mình trước đã. Có được cái dòng thu nhập trên 15 triệu, trên 1.000 đô luôn đi, thì các bạn mới có đủ cái tinh thần, có đủ cái trí tuệ, có đủ cái nguồn lực để bước vào trong giai đoạn số 2. Tiếp theo, mình sẽ đi vào giai đoạn 2 nè. Mình gọi giai đoạn 2 là kiến tạo hệ thống. Đây là một cái giai đoạn mà khi các bạn đã sở hữu được cho mình một hoặc là một cơ số những cái kỹ năng giúp cho mọi người có thể tự chủ được thu nhập. Ít nhất là trong một số những hoàn cảnh nhất định, các bạn hoàn toàn có thể làm dịch vụ hoặc là kiếm được cho mình một cái khoản thu trên 1.000 đô mỗi tháng. Thì đã đến lúc các bạn cần phải thay đổi tư duy một tí xíu. Và đại đa số mình thấy mọi người hay bị rơi vào trong một cái tư duy, đó là tư duy tiêu thụ. Có nghĩa là các bạn lên trên TikTok, các bạn lên trên mạng xã hội, các bạn lướt video, các bạn tiêu thụ nội dung. Các bạn lên trên YouTube, bạn xem video, các bạn tiêu thụ nội dung. Các bạn tiêu thụ từ nội dung tiêu cực cho đến nội dung tích cực, nhưng mà các bạn chỉ tiêu thụ thôi. Thế thì nếu như các bạn chỉ ở trong cái hoàn cảnh đó, tiêu thụ và làm việc một cách chỉ nghĩ đến hành động thôi, chỉ nghĩ đến những cái đầu việc thôi, thì các bạn sẽ không tạo ra được cho mình một cái lợi thế về mặt tài sản trong tương lai. Thế thì các bạn cần phải thay đổi tư duy từ cái khía cạnh là tiêu thụ, chuyển nó sang sản xuất. Sản xuất nghĩa là gì? Thay vì các bạn chỉ đọc sách, thay vì các bạn chỉ xem nội dung, thay vì các bạn chỉ sử dụng một số những cái công việc của người khác,
thì các bạn hoàn toàn có thể sản xuất cho mình những cái nội dung để đăng tải trên mạng xã hội, xây dựng cho mình một cái thương hiệu cá nhân, chẳng hạn là như vậy. Các bạn cũng có thể sản xuất cho mình những cái sản phẩm riêng của các bạn để bán và tạo ra dòng tiền cho các bạn trong tương lai. Các bạn cũng có thể sản xuất cho mình một cái hệ thống hay là một cái cộng đồng để kiến tạo cho bạn nhiều cái sự kết nối hơn với những cái khách hàng tiềm năng, với những cái người mà có thể nhận được giá trị của các bạn và trả tiền cho cái giá trị của các bạn. Thẳng thắn nha, cái lý do mình chuyển từ cái tư duy tiêu thụ sang tư duy sản xuất á, nó đơn giản thôi, đó là cởi bỏ được những cái giới hạn về sự phát triển của bản thân mình trong tương lai, đặc biệt là đối với tài chính của mình, sự tự do về không gian, về thời gian của mình. Nhìn nhận một cách khách quan, nếu như các bạn chỉ đang có một cái kỹ năng thu nhập cao nào đó đi, hoặc là các bạn có một cái công việc full time nào đó chẳng hạn là như vậy, thì làm như thế nào để bạn có thể tăng cái thu nhập mình lên x10 nhưng mà bạn không cần phải tăng thời gian làm việc của các bạn lên, chấm hỏi. Câu trả lời thường là không, đúng không các bạn? Nếu như mà các bạn đi làm dịch vụ cho người khác, các bạn muốn có thu nhập 500 triệu, 1 tỷ một tháng, các bạn phải cần làm với một số lượng khách hàng lớn hơn, hoặc bằng cách nào đó các bạn phải tạo ra một cái hiệu suất cao hơn rất là nhiều thì mới có thể có được thu nhập đó và có nhiều cái cơ hội tăng trưởng. Hay là các bạn làm công việc full time thì bằng một cách nào đó các bạn phải thăng chức, hoặc là tới một cái mức giới hạn nhất định thì các bạn cũng sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải có thêm một cái side hustle, một công việc làm thêm, chẳng hạn là như vậy. Thì nó sẽ giới hạn tất cả mọi thứ của bạn lại. Còn nếu như các bạn thay đổi tư duy, các bạn tập trung vào việc sản xuất hay là kiến tạo cho mình những cái hệ thống á, thì cái tiềm năng thu nhập và tiềm năng về sự tự do vượt ra khỏi những cái khuôn khổ, những cái giới hạn của các bạn, nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Mình, bản thân mình luôn, mình nói thẳng, ok, mình đang sản xuất cho mình những cái nội dung đăng tải lên mạng xã hội, mình có một cái hệ thống để giúp cho mình có thể lan tỏa nội dung lên nhiều nền tảng, mình tạo ra cái hệ thống đó. Hoặc là mình có một cái hệ thống offer, hệ thống sản phẩm, hệ thống process, quy trình vận hành, nhân sự, các thứ để giúp cho mình có thể tải được một cái số lượng công việc, hoặc tải được một số lượng khách hàng lớn hơn theo thời gian. Và từ đó mình có nhiều cơ hội để mình vừa tăng trưởng thu nhập, nhưng mà cái thời gian làm việc của mình nó ít đi, nó không cần phải nhiều quá, để mình còn tận hưởng cuộc sống, hoặc là mình đã có, hoặc là mình đầu tư cho những cái trải nghiệm của bản thân nữa, đúng không các bạn? Thế thì cái mấu chốt và cái chìa khóa trong cái giai đoạn này đó là mọi người phải sản xuất hay là kiến tạo cho mình một cái hệ thống dòng tiền. Điều đó có nghĩa rằng các bạn phải tập kinh doanh, tập xây dựng cho mình một cái personal brand, một cái thương hiệu cá nhân, tập để mà sản xuất một cái sản phẩm nào đó ở trên online. Nó có thể là sản phẩm số cũng được. Các bạn có thể làm ra những cái mẫu template ở trên Notion để các bạn bán. Các bạn tạo ra những cái online course, những khóa học online, hoặc là các bạn tạo ra một cái cộng đồng số tính phí hàng tháng, hoặc một cái cộng đồng bình thường để chăm sóc nó và có được nhiều cái thành viên có cùng mục tiêu, cùng mục đích, cùng sứ mệnh ở trong đó, và các bạn khai thác nó bằng việc tiếp thị liên kết vân vân. Có nhiều cách để các bạn có thể làm. Và nếu như các bạn chưa biết làm cách nào, kiến tạo cái hệ thống nó như thế nào, thì ok, các bạn có thể truy cập vào đường link vncreatorpreneur.com. Ở đây thì mỗi tuần mình sẽ gửi cho bạn một cái hệ thống hoàn toàn miễn phí, nó đã được kiểm chứng để giúp cho các bạn có thể phát triển bản thân, phát triển cái công việc kinh doanh của mình, hoặc là phát triển cái lợi nhuận, dòng tiền bền vững từ chính giá trị bên trong của các bạn. Tất nhiên là trong cái giai đoạn kiến tạo hệ thống này, hoặc là dấn thân vào một cái công việc kinh doanh, sản xuất sản phẩm, sản xuất content, nội dung, cộng đồng, các thứ, nó sẽ khiến cho các bạn bị stress, khiến cho các bạn bị áp lực rất là nhiều và phải dành rất nhiều thời gian để xây dựng những cái điều đó. Nhưng mình hứa với các bạn rằng là các hoạt động đầu tư xây dựng những cái hệ thống của các bạn trong giai đoạn này, nó sẽ giúp cho các bạn cởi bỏ được toàn bộ những cái giới hạn về cuộc sống tự do của các bạn ở trong tương lai, và có thể đủ cái nguồn lực để bước qua giai đoạn thứ ba, đó là xây dựng những cái đồng tiền ở trong tương lai. Giai đoạn 3, thiết kế đồng tiền của các bạn ở trong tương lai. Đây là cái giai đoạn mà đối với mình là một trong những cái nền tảng quan trọng nhất để các bạn có thể có được một cái từ khóa mà mọi người cũng hay nhắc đến, ok, tự do tài chính. Mình cũng muốn giải thích một tí xíu nha. Tự do tài chính á, đối với mình nó là một cái trạng thái. Bởi vì nếu mà các bạn search một tí về định nghĩa của tự do tài chính, thì đó là một cái giai đoạn mà khi các bạn có một cái khoản thu nhập thụ động đủ để sống một cái cuộc sống mà các bạn mơ ước. Thì cái cuộc sống mà các bạn mơ ước á, nó là một điều gì đó rất chung chung, đúng không? Bởi vì cuộc sống mơ ước của mọi người khác nhau. Có những người mà người ta cuộc sống mơ ước nó sẽ là mỗi ngày được tiêu 1 tỷ,
một tháng thì tiêu 30 tỷ chẳng hạn, là như vậy. Ví dụ này nó hơi quá đà. Tất nhiên mọi người đều sẽ có những góc nhìn khác nhau về cuộc sống mơ ước của họ, cho nên tự do tài chính nó luôn luôn là một cái trạng thái, và nó không có một cái con số rõ ràng để các bạn có thể đạt được tự do tài chính đâu. 1 triệu đô, 10 triệu đô hay là 20 triệu đô không quan trọng. Và con số về số tiền á, nó cũng chỉ là một cái hạn mức thôi. Bởi vì khi mà các bạn, dù là các bạn có 25 tỷ, và nếu nó là 25 tỷ tiền mặt á, thì sure với các bạn là trong vòng 10 năm hoặc là 20 năm, 25 tỷ tiền mặt đó nó sẽ bốc hơi bởi vì lạm phát, đó đều chắc chắn đúng không? Cho nên tự do tài chính đó có thể là một cái trạng thái của các bạn mà thôi. Một cái trạng thái khi mà cái khoản thu nhập hoặc là cái khoản lợi nhuận hoặc là dòng tiền nào đó thụ động của các bạn, nó giúp cho các bạn có được một cuộc sống mà các bạn muốn trở thành, các bạn thực sự mơ ước trong cuộc sống đó, thoải mái trong cuộc sống đó và tận hưởng trong cuộc sống đó, thì đó có thể là tự do tài chính rồi. Tất nhiên nói như thế nào đi chăng nữa thì dù là cuộc sống mơ ước của các bạn nó có cao hay là nó có thấp, chúng ta vẫn phải vượt qua được lạm phát và vượt qua được những cái rủi ro tài chính nhất định, đúng không? Cho nên ở trong giai đoạn này mình có một cái từ rất quan trọng, đó là tích sản hoặc là thói quen tích sản. Vì rằng là bạn đã có những cái kỹ năng tạo ra thu nhập cao, bạn có thể tổng hợp nhiều cái kỹ năng đó lại như là một cái người có góc nhìn tổng quát, trở thành một generalist và xây dựng những cái hệ thống, bắt đầu tập kinh doanh, bắt đầu phát triển cái công việc kinh doanh của các bạn, có được một cái hệ thống quy trình nhân sự, sản phẩm, các thứ, và điều đó nó tạo ra cho các bạn cái dòng tiền và cái khả năng thu nhập vượt ra khỏi những cái giới hạn, hoặc là khả năng về mặt đầu tư thời gian vượt ra khỏi những cái giới hạn, những cái khuôn khổ rồi. Thì giai đoạn 3 này các bạn cần phải có được những cái thói quen tích lũy thường xuyên. Giống như mình đi, khi mà mình có một cái thu nhập, một cái lợi nhuận trên 10.000 đô mỗi tháng, thì mình cũng sẽ dành đâu đó tầm 5% thu nhập, thậm chí là có khi 10% thu nhập của mình để mua vàng. Và mình có cái thói quen này một cách đều đặn, không cần biết là tháng đó nó sẽ như thế nào hoặc là kế hoạch tài chính của mình ra sao, thì mình cũng đều có một cái khoản dành cho cái việc mua vàng, và mình mua xong mình không quan tâm luôn. Đó là thói quen của mình. Khi mình mua, mình có thể mua một cây vàng, hoặc mình có thể mua một chỉ vàng, mình có thể mua 2-3 chỉ vàng, vân vân. Mình phải dành một cái khoản thu nhập nhất định để mua vàng, và mình tích lũy nó theo thời gian và mình quên nó đi. Đó là cách để mình làm. Hoặc nếu không phải là vàng thì mình sẽ bỏ tiền vào một số những cái kênh đầu tư bền vững, chứng khoán cũng được. Chứng khoán các bạn có thể mua những cái giống như là tổng hợp 30 cái công ty tại Việt Nam, 30 công ty lớn nhất tại Việt Nam á, mua cái mã đó để nó có thể tăng trưởng theo thời gian, bởi vì lúc này tiền của các bạn nó được quyết định bởi thị trường chứ không phải quyết định bởi một bất kỳ một công ty nào cả, thì tương đối như vậy nó cũng bền vững hơn. Hay các bạn có thể nghiên cứu về một số những cái thứ như là chứng chỉ quỹ để các bạn có thể bỏ tiền vào. Nói tóm lại là các bạn cần bỏ tiền vào một số kênh đầu tư mà trong dài hạn nó có thể tăng trưởng liên tục đều đặn, nó có thể lên xuống trong ngắn hạn nhưng trong dài hạn nó luôn luôn tăng. Thì bạn nghiên cứu về những kênh đầu tư đó và tạo ra cho mình một cái thói quen tích lũy tài sản theo dài hạn, chứ không phải đơn thuần là các bạn nghĩ là có một kênh nào mà nó nhiều tiền hoặc là có một cái chỗ nào mà có rủi ro tí xíu nhưng mà có khả năng đòn bẩy tài chính lên rất cao, các bạn lập tức bỏ tiền vào đó, có bao nhiêu bỏ vào đó hết, thì khả năng thua của các bạn rất cao nếu như bạn không được bảo toàn bởi cái thói quen tích lũy tài sản trong dài hạn. Và một cái điều vô cùng quan trọng trong giai đoạn số 3 này, đó là ngoài cái việc là các bạn trích lập một cái khoản ngân sách hàng tháng để đầu tư cho những cái kênh dài hạn á, thì các bạn phải đầu tư thêm vào sức khỏe tinh thần và cái sức khỏe thể chất của các bạn nữa. Vì thẳng thắn mà nói nha, cái tinh thần và thể chất của tụi mình á, nó mới là cái tài sản dòng tiền bền vững nhất ở trong tương lai. Mình sẽ không bao giờ tiết kiệm tiền cho cái việc là book một cái bạn PT để cùng mình tập yoga, tập gym, hoặc là không bao giờ tiết kiệm tiền cho những cái chuyến đi trải nghiệm của mình để mình tích lũy được thêm cho mình những góc nhìn, tích lũy được thêm cho mình cái sự thoải mái và một cái đầu óc thông thoáng, và tích lũy được thêm cho mình một cái nền tảng sức khỏe tốt nhất để từ đó mình có thể đưa ra được những cái quyết định sắc bén hơn cho cái công việc kinh doanh của mình, công việc đầu tư của mình trong tương lai, và đầy đủ những cái nguồn lực cần thiết cho cái giai đoạn số 4, đó là giai đoạn đoạn 7. Giúp giai đoạn số 4, đối với mình đây là một giai đoạn vô cùng thú vị, đó là thiết kế được cho bản thân những cái năng lực đòn bẩy. Nghĩa là sao? Khi mà các bạn đã có được những cái vị thế quan trọng của 3 giai đoạn trước đó,
vị thế của một người có được một cơ số, những cái kỹ năng phù hợp với thời đại. Vị thế của một người kiến tạo được một cái hệ thống dòng tiền bền vững hàng tháng thông qua công việc kinh doanh cá nhân. Vị thế của một người đã có cái thói quen tích lũy tài sản dài hạn một cách đều đặn, cũng như tích lũy về cái sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất để đưa ra những cái quyết định sắc bén trong cuộc sống. Thì ở trong giai đoạn này, các bạn có thể mạo hiểm hơn một tí xíu để học những cái cách đầu tư vào trong thị trường. Thị trường ở đây có thể là các bạn đầu tư vào một công việc kinh doanh mới, một lĩnh vực hoàn toàn mới để học thêm những cái bài học trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Các bạn cũng có thể đầu tư vào bất động sản, mua cho mình thử một cái căn nhà giống như mình hiện đại. Mình đang có một căn nhà phố ở thành phố Thuận An. Mặc dù nó hơi rủi ro một tí xíu, nhưng nó cũng cho mình những cái bài học về việc là mua cái căn nhà đầu tiên này nó như thế nào, cần phải vượt qua những cái pháp lý tài chính, rồi làm việc với ngân hàng như thế nào, vân vân. Nó cực kỳ là thú vị. Hay các bạn có thể đầu tư vào chứng khoán, thị trường tiền điện tử. Mình cũng đang hold một số những altcoin hoặc là một số những cái dự án tiềm năng để xem coi là thị trường crypto nó crazy như thế nào, nó điên rồ như thế nào, để mình học được những cái bài học khác nhau từ thị trường, thậm chí là kể cả thị trường chứng khoán. Các bạn cũng có thể đặt niềm tin vào một số những công ty công nghệ tại Việt Nam và một số những công ty khác nhau để tìm hiểu về nó, xem coi là cách người ta vận hành doanh nghiệp, rồi đầu tư thử để nhìn nhận nhiều hơn về thị trường và có được những cái góc nhìn sắc bén để các bạn có đủ năng lực tạo ra cái đòn bẩy tài chính cực kỳ lớn ở trong tương lai. Tất nhiên, đây cũng là một trong những cái giai đoạn nó có tính mạo hiểm, có tính rủi ro và nó đòi hỏi các bạn phải có những cái năng lực đưa ra những cái quyết định sáng suốt. Nhưng đây cũng là một trong cái giai đoạn mà các bạn học được cho mình rất là nhiều cái bài học về đầu tư, về thị trường nói chung, và các bạn cần phải có vị thế để làm được điều đó. Bản thân mình cũng đang học hỏi mỗi ngày trong cái giai đoạn này, và mình biết được rằng là nếu như mình tốt, và mình biết được rằng nếu như mình học hỏi đủ tốt, có một cái sense về thị trường đủ tốt, thì trong tương lai cái việc mà mình có thể thực sự tự do tài chính một cách bền vững á, nó vẫn còn có thể xảy ra. Và mình cũng không kỳ vọng gì quá nhiều, chỉ là mình nỗ lực để cho bản thân mình có được những cái nguồn lực, có được những cái năng lực để tận hưởng cuộc sống và có một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa như mình mong muốn mà thôi. Và mình cũng hy vọng rằng là ở trong cái giai đoạn này, các bạn sẽ có đủ thời gian, có đủ những quyết định sáng suốt để tích lũy cho mình những cái nguồn lực tạo ra đòn bẩy trong tương lai. Ok, và đó là bốn cái giai đoạn mà mình đã liệt kê ra, kèm theo đó là những cái hoạt động đầu tư, những cái hoạt động gặt hái để giúp cho các bạn có thể nâng cấp bản thân mình. Và chắc chắn là cái lộ trình hay là kế hoạch này nó cũng chỉ là cái góc nhìn của cá nhân mình mà thôi. Mình cũng đang đi trên cái con đường của riêng mình, và mình cũng muốn truyền tải lại một số những cái kinh nghiệm của bản thân, hy vọng rằng nó có thể hữu ích cho các bạn ở trong từng cái giai đoạn cụ thể. Và nếu được, các bạn có thể bình luận cho mình biết rằng là các bạn đang ở trong giai đoạn nào và các bạn đang học hỏi về điều gì để nâng cấp bản thân của mình mỗi ngày. Còn lại, có thể đăng ký kênh của mình để nhận được những cái video về bài học trên cái hành trình kiến tạo sự tự do trong thời đại số của mình nha. Hoặc nếu như các bạn đã sẵn sàng cho cái việc thiết lập những cái hệ thống phát triển bản thân, kinh doanh hay là thương hiệu cá nhân có lợi nhuận á, thì mình có 3 cách để giúp đỡ các bạn. Mình sẽ để 3 cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn nhớ tìm hiểu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.